Anh em có nhu cầu mua nick Liên Quân FIFA Liên Minh uy tín giá rẻ, hãy đến ngay với shop tuvlog.com, shop hợp tác chính thức với Tú. Cảm ơn anh em. Hello anh em. Thì nói chung trước khi làm cái video ngày hôm nay thì Tú xin nói mấy câu để anh em hiểu giùm Tú một cái nha. Thì mấy bữa nay nói chung là do khí hậu thời tiết này kia nó bị phức tạp á anh em, nên bị bệnh. Hiện tại không biết sao mà nay mới qua Tết chút xíu mà nó mưa tới rồi anh em. Hôm nay mưa hai ba đợt, hai ba cơn vậy á. Rớt mấy hột mưa xuống mà anh em biết rồi, đi quay clip á là dầm mưa giải nắng không à, riết về sức khỏe nó đâu có được tốt đâu. Chứ đâu phải lúc nào cũng quay trong nhà đâu, quay ngoài nắng ngoài kia không à. Rồi thì để trở lại với cái vấn đề chính của ngày hôm nay cho chiếc xe này ha. Thì Tú sẽ đậu một cây bô khác cho chiếc xe này. Mà về ghê vậy. Bô gì nữa? Bô này ghê lắm ba, hồi mày coi mày biết à. Thì nói chung là bữa nay là Tú kiểu như là cái giọng nói không có được tốt á, anh em thông cảm tí nha, có nói nhỏ quá anh em thông cảm nha. Rồi thì đến với cái video ngày hôm nay, Tú sẽ đậu cho chiếc xe này một cây bô. Mà cây bô này là cây bô bằng PCV nha anh em. Gì? Bô gì? PCV. Ghê vậy? Mới nghe. Mày đâu có tông cái trình độ xe chơi xe đâu mà mày biết cái bô đó. Thì nói chung là cái bô này không phải gì riêng mình Tú làm, có người làm rồi. Thì Tú có coi rồi, coi ở trong video á thì thấy cái tiếng nó cũng ok á, mà không biết ở ngoài nó như thế nào thôi. Nên bữa nay Tú quyết định á là làm cái bô này luôn trên chiếc xe 66 của Tú, thử coi cái dàn hơi 66 nó nổ cái bô này nổi không nha anh em. Tú muốn kiểu như là Tú muốn trải nghiệm thôi, là Tú nêu lên cái cảm nhận của Tú cho anh em nghe luôn. Cái bô này thì nói chung là gắn chạy vòng vòng chơi thì được nha anh em, đi xa không được đâu. Một hồi lý do vì sao thì anh em sẽ biết. Bô này thì khá rẻ, không tới 50 ngàn đâu, rẻ lắm. Gì ghê vậy? Bô này dữ lắm cha. Rồi thì cái clip mà bữa hẳm mà Tú lấy chiếc xe này ra Tú chạy đi hóng gió, cái clip hóng gió mà bị Nghĩa nó ủi đầu Tú anh em nhớ không? Thì cũng có mấy anh em kêu xe gì mà 66 mà chạy thì thua 54 này kia, xe gì đề ba không đi, hậu không có gì. Rồi cái đó là anh em biết sao không, xách ra chạy cho nó giãn máy thôi chứ đâu có phải là chạy đua đâu, đâu phải ra mà tự nhiên mắm vố chạy đua đâu. Tại vì xe này để lâu lắm rồi, ra chạy cho nó giãn máy ra thôi à. Hồi trước giờ thì cũng có mấy người chạy chiếc xe này rồi, thì cảm nhận của anh em nêu thì chắc cũng biết rồi. Có mấy người Tiền Giang qua đây chạy thử xe này là cũng khen cũng khá nhiều á. Cái đó là anh em tin tiện anh em à. Rồi thì bữa trước là xe Tú là đi cây bô là bô leo, bô leo bạc ngay đây, cổ là cổ con vịt lên. Thì Tú đã tháo sẵn rồi, để tránh mất thời gian của anh em á, Tú đã tháo sẵn ra, đặng Tú lắp cái bô này cho nó lẹ. Đặng một hồi Tú nổ máy tại chỗ, xong rồi cái thứ hai đó là Tú sẽ chạy ngoài đường thử coi cái hậu với đề ba nó như thế nào nha anh em. Rồi anh em để ý thêm một phần nữa nè, anh em Tú quay bữa hổm Tú quay mấy chiếc gì mà 54 rồi gì á, anh em khen dàn hơi xe đó còn ghê hơn xe Tú nữa. Anh em biết tại sao không? Tại xe Tú đi cái cổ khá nhỏ, cổ có 27 à. Đó anh em để ý cái cổ này thấy không? Lên rút này nè. Đi cái cổ như thế này thì anh em nghĩ cái dàn hơi nó sao mà nó căng được như mấy chiếc 4 van super phành được. Thì để trở lại vấn đề chính ngày hôm nay á là Tú sẽ tiến hành làm cái bô này luôn, để nói nhiều mất hay á anh em. Đúng rồi. Ok. Thì nguyên liệu chuẩn bị thì Tú đây sẵn đây hết trơn rồi nè anh em. Tại sao gọi là PCV là nó là như ống vậy nè. Ống nước. Hèn chi nãy giờ thấy nghi rồi. Đó, ống nước. Mày tưởng đi đặt lương hả mày? Ai biết. Trời ơi, mua về làm bô mà mày tưởng đi đặt lương. Chưa có lắp ba ơi. Rồi đem đồ nghề đi nghe. Rồi thì tổng chi phí cho cái bô này thì khoảng 50 ngàn thôi nha anh em. Đó. Rồi một cái ống nước 90. Là cái này là cái lon bô nè. Giờ mà phải có cái tem Levinci dán vô nữa thì quá xịn rồi. Hoặc là dán cái tem Tú Nguyễn Vlog vô đây cũng được. Tại mày giờ mình phải dán cái tem Levinci hoặc là Dulet gì đó dán vô đây. Má Dulet cái này hơi bự à. Thứ gì chịu nổi. Rồi thì hai cái đầu này là đầu chuyển 90-34 nha anh em. Thì nói luôn cho anh em nghe, đặng nếu mà anh em cảm thấy cái video này mà nghe cái âm thanh nó hay, anh em muốn gắn thử thì anh em về mua y Tú là có thể làm được á. Là anh em cần là hai cái co lơi hả? Co lơi 34, co lơi 34 nha anh em. Rồi thêm một khúc ống này nữa thôi, với một tí ống này đặng mình gắn vô cái cổ bô cho nó nóng, nó không bị cháy nha anh em. Chứ mình gắn bằng cái ống này, ống này gắn vẫn được. Rồi thì Tú sẽ bắt vô đây là một cái ống nhựa dẻo. Thì cái khúc này bắt vô trong cái cổ bô thôi. Rồi khúc này thì muốn Tú... công sao công hết. Cái bô này anh em muốn nhõng cỡ nào nhõng à? Anh em muốn nhõng cỡ nào anh em nhõng cũng được hết trơn nha. Quá dữ. Nhõng gì cũng luôn. Ý. Này giống như xe tăng vậy anh em, xe tăng ống khói gì xe lửa chứ xe lửa ống khói lên trời á. Nhưng mà mình sẽ đang nhõng về. À canh cái hướng về là ngay mặt người ta chưa nghĩa.
coi coi cho người ta quýnh mày. Hồi mày chạy mà hả? Có gì quýnh mày á. Ok mày chạy đấy. Quýnh mày á. Quýnh chạy. Ừ, có gì quýnh mày chứ không quýnh được, tao nè. Cái này dừng đèn đỏ ngon lắm mấy anh em. Nè, sau lưng người ta bu lại quýnh. Đó thì cái này nó có hai lựa chọn cho anh em nha. Là anh em có hai lựa chọn. Một á là anh em lựa chọn là cái mỏ chu. Mỏ chu là như vậy nè anh em, giống như mấy cái cây y băng vậy á, mỏ chu. Ừ, còn một cái là mỏ cụp. Thì mỏ cụp thường thường ta đi cho dách dách, còn mỏ chu ta đi cho tự do anh em. Đó. Thì mỏ nào đẹp nghe? Tao thấy mỏ chu, tao thấy mỏ chu à. Mỏ chu à? Ừ. Tao thấy này cũng được mà. Không. Cái đó tùy mình. Nè, cái này cũng đơn giản mà. Chơi thêm cái nối như vậy nữa nha anh em. Đó, nhấn vô cái nữa. Đó. Ừ, vậy đỡ bị quýnh hơn mày ơi. Muốn chu thêm cái nữa không? Xuống dưới đất luôn hả? Ghê vậy. Đó, cái này nè. Thí dụ cong ngược lên được không? Thí dụ vậy. Mày cái cong ngược lên đây nè. Ừ ơi trời. Giống xe lửa thì chứ giống lòng rắn lên mây cũng được. Ừ, đúng rồi. Thôi mình cụp xuống vậy nè. Đó, anh em thấy ghê không? Rồi thì một hồi Tú sẽ test thử mấy cái mỏ này cho anh em nghe ha. Rồi thì bây giờ Tú sẽ tiến hành Tú lắp cái này. Thì trong thời gian lắp cái này thì nó hơi mất thời gian. Nên Tú sẽ ngưng video tại đây một cái. Để lắp xong rồi Tú quay tiếp nha. A few moments later. Ok anh em ơi. Thì nãy giờ Tú cũng đã dán keo hết mấy cái đầu này rồi nha. Dán keo hết rồi. Dưới đây bắt dây rút hết rồi. Đó bắt dây rút vô đây ngay đây hết trơn rồi nha anh em. Thì ở trên này thì Tú không dán keo, đặng Tú một hồi Tú thử test âm thanh khi mà mỏ chu với mỏ cụp nó như thế nào. Thì Tú không có dán nha, để hồi Tú test thử cho anh em nghe. Thì hiện tại cây bô này là cây bô không nỉ nha anh em. Không lẽ có nỉ? Không có miếng nỉ đâu. Thì làm cây bô này xong thì có thể mưa tới thì mình có thể hứng nước mưa được luôn. Chà, đã hả? Ba công đôi chuyện luôn á. Rồi thì nói chung là ở nhà mình không vui, mình qua nhà sớm mình test cái bô này mới vui nha anh em. Ồ, qua nhà sớm chơi đằng hồi có mất tình là nghỉ sớm luôn á. Đằng có bị dí rồi chơi. Mở khẩu trang cho nó khỏi nó lây nhiễm corona chơi. À, mở khẩu trang ra nha anh em. Xe cũng phải bịt khẩu trang nha chứ để nó lây. Chi là tới mình đúng không? Ừ, để nó lây nhiễm corona. Rồi, nghe, yeah, chơi nó nghe. Giờ mình test thử nha anh em. Rồi tối nay xưng cái bắp giò nè. Chết tôi rồi. Tưởng 35kg đạp xe 6x nha anh em. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm. Nhúc không nổi luôn. Trời ơi. Nó khét ngạt luôn á ba. Cái gì đắt bác vậy? Đâu lên ga. Sao nghe cái bực luôn á. Nhẹ chưa được nửa ghe. Để như vậy nó sẽ thoáng hơn nha anh em. Nó sẽ ok hơn. Còn mà gắn cái này vô nó ém quá trời luôn. Gắn vô em gu luôn á. Thôi thì khỏi gắn này nha anh em. Khuyên anh em tốt nhất là đừng gắn này. Gắn cái này thôi nó nghe hay lắm, nghe phê. Nghe bẹt 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 bẹt. Thì cái này giờ hết tác dụng rồi. Ôi gì? Ba đồ quỷ này im quá. Giờ sao? Không, cái này ngon lắm nghĩa. Làm gì? Tối mà mày đi ngủ đúng không? Mà mày làm biến gì đái phải không? Sao? Mày mua thêm khúc ống nước tưới á. Cái này mày gắn vô đây, cái khúc ống nước tưới cái mày kéo ra mấy vách á, mày kéo ra ngoài luôn, tối cái mày xè ra ngoài luôn nè, bỏ tưới lên về. Thiệt quá chứ. Thiệt. Phí mày. Không được, chỉ bậy không à.
Rồi ok anh em ơi, thì bây giờ mình tiến hành mình chạy thử một vòng cho anh em coi nha. Chứ để mình đứng chỗ nổ máy nghe nó không hay ha. Ok anh em ơi, thì nói chung là bây giờ chạy thử nha. Chạy ở đây luôn, khỏi đi đâu xa hết trơn á. Tại vì đang bệnh nữa anh em, đang bệnh mà chạy ra ngoài đường trúng gió một cái là về lúp bê luôn anh em. Xe nó không lúp mà người lúp á. Chỉ mới hư á. Người lúp là may. Bệnh bệnh chứ cố gắng đạp cho anh em coi cái. Ê vô sửa lại cái anh em ơi, sửa lại chạy tiếp. Ủa nóng hổi luôn, quéo luôn nè. Ui ừ trời, ủa quéo luôn nè nè, bóp bóp rào ra nái nè, dơ mày có phỏng vô đó. Nhấn lại cũng phải không, nó nóng lắm, nó văng ra cái bát bô này chịu không nổi nè. Tại nó nóng nó giãn á. Không phải, cái này nó nóng nó dẻo nè. Thừ ơi, nó tét cái này luôn rồi. Thừ ơi. Tét luôn rồi. Nè. Nó tét luôn rồi anh em ơi. Không có, tại vì dàn hơi mày căng quá. Đúng không? Như xe thường là chạy được á. Rồi. Xong luôn, kết thúc chương trình luôn. Nói chung là anh em nghe sương sương vậy được rồi ha. Trời ơi, nghĩa buông ra em tí rớt cái máy quay mẩy. Gia tài có cái máy quay để quay phim á cha. Bởi này kêu ngồi xa là lúc nào cũng ngồi gần á. Rồi ok anh em ơi. Thì nói chung là trời ơi, chạy rớt đồ món luôn rồi. Ghê vậy. Á à, xe về chai rõ ràng luôn nha anh em. Có gần chế bát không? Bật chế chưa? Thôi bỏ đi cha. Nói chung là vài bữa có tiền Tú sẽ xuống dàn chân cho xe này. Cái dàn chân gì mà cái niền mà nó tùm lum hình luôn á anh em. Anh em biết cái hình đó không? Cái gì à, Buni Busi gì á, On Slamante gì á à, thấy nó màu mè khoái lắm. Mà giá nó thì không biết sao. Thấy nó cũng đẹp á. Không biết là anh em nghe cảm nhận sao thôi. Nhưng mà riêng Tú thì Tú ở ngoài Tú nghe là ok á. Hay á. Nẹt mấy cái té cái này là biết hay rồi đó. À, coi như là nay tốn hết 50 ngàn. Anh em là muốn làm giống Tú á thì Tú khuyên anh em nghe chỗ này, anh em mua cái loại mà ống lưới á, ống lưới ở trong nó có kẽm á, cái ống nó chắc hơn nha. À cho nó bị không bị không bị tét ra này nè, tét ra nữa. Ừ, ống này nó tét chứ thật ra cái bô này nghe hay lắm á, nãy đề đi luôn á anh em, đề đi không hợp nha, đề ngon không hợp. Rồi thì Tú sẽ kết thúc clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip của Tú nha. Nếu thấy thích thì cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bye bye. Hẹn anh em clip tiếp theo nha.